giả của Auto Việt Nam, và đây là một trong những lần thứ hai mà Auto Việt Nam có cơ hội được kết hợp với cái mẫu xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp nhất. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh Toàn, phụ trách kinh doanh của đại lý VinFast Chevrolet Thăng Long, đã hỗ trợ bọn em rất là nhiệt tình trong cái video lần này. Xin chào tất cả các bạn. Và nếu như các bạn muốn xem những cái bộ ảnh trong series xe và người đẹp của Auto Việt Nam, và đặc biệt đó là bộ ảnh kết hợp với cái mẫu xe VinFast Lux A2.0 này, thì hãy vui lòng truy cập nhóm Facebook Xe và Người Đẹp bằng cách click vào đường link ở phần phía bên dưới ở phần bình luận của video clip nhá. Nói về cái mẫu xe VinFast Lux A2.0 này thì Auto Việt Nam đã có hai cái video rất là sâu, rất là kỹ và chi tiết về nội ngoại thất cũng như là tất cả những cái tiện ích, tính năng, công nghệ, đồng thời là những cái khả năng vận hành của cái mẫu xe này ở trong nội đô cũng như là ngoài đường trường. Và nếu như các bạn muốn tìm lại những cái video đó của Auto Việt Nam thì hãy vui lòng truy cập danh sách phát ở trên kênh, và đồng thời là có thể là click vào đường link ở phần phía bên trên màn hình ngay bây giờ. Nói về cái mẫu xe VinFast Lux A2.0 này thì đây là một trong những cái mẫu xe mà dựa trên nền tảng mẫu của chiếc xe BMW 5 Series thế hệ F10. Và với cái mẫu xe này thì nó được sở hữu một cái khối động cơ 2.0 lít turbo tăng áp, thì sản sinh ra khoảng tầm 228 mã và moment xoắn đạt là khoảng tầm 350 Newton, và những giải vòng tua khoảng tầm 1750 tới khoảng tầm hơn 4000 vòng trên phút. Nói ngay như bây giờ thì nếu như mà anh em mình đang chạy như thế này thì nếu mà ở trên cao tốc thì vòng tua máy nó đang ở ngưỡng đâu đó khoảng tầm 3000 vòng, coi như là đã có thể là tận dụng được hết những cái moment xoắn của mẫu xe VinFast Lux A2.0 rồi. Anh em ngồi đằng sau có thấy là xe êm không? Em à, em là ok rồi. Không say là ok. Là bởi vì nó sở hữu một cái kích thước trục cơ sở rất là dài. Đó. Và đồng thời là nó có một cái thiết kế cái phần hệ thống cabin này, cái phần cabin xe nó được đặt ở vị trí trung tâm cái phần trục cơ sở đó. Đồng thời là với cái mẫu xe VinFast Lux A2.0 thì được sở hữu một cái nền tảng khung gầm rất là chắc chắn. Anh em có thể biết là cái hệ thống khung gầm của mẫu xe VinFast Lux A2.0 thì đều được sử dụng theo kiểu dạng độc lập. Và nó đem lại cho tất cả những cái vị trí ngồi bên trong cái khoang cabin xe có được những cái không gian rất là êm. Còn về cái khả năng cách âm chống ồn thì sao, anh em thấy thế nào? Ok mà, em thấy nó sẽ ổn so với mức tiền. Em thấy nó còn ok hơn là C200 ấy. À đấy, đấy. Kịch nhá. Với cái lốp to như này và lá răng to hơn cũ thấy cái khoảng cách giữa cái ghế rất là thoải mái, cái ngồi từ mông đến đầu gối, cái bàn ghế rộng, ngồi đỡ đau đít luôn anh. Xe đi bên cạnh, xe đi bên cạnh vợ chồng ngồi cái chỗ mà nó gùi nhất này, em cảm thấy à? Em thấy nó bình thường, cái đằng này hơi to nhỉ. Thực ra thì những cái mẫu xe mà nó sử dụng những cái hệ thống dẫn động cầu sau thì không thể tránh được, kể cả nói ngay như những cái dòng hạng sang như là của Mercedes hay là của BMW đều được dẫn động cầu sau ấy. Mình có cái ụ lên, mình hay gọi là cái vai bò ấy, ngồi ở chỗ đấy, vị trí đấy thì nó sẽ hơi bị cái không gian nó sẽ hơi bất tiện. Hôm nay anh em mình được trải nghiệm cái mẫu xe VinFast Lux A2.0. Đây là một trong những cái mẫu xe mà ra mắt lần đầu tiên ở tại triển lãm Paris Motor Show vào tháng 10 năm 2018 với cái mẫu xe VinFast Lux SA 2.0 đó. Và với một cái mẫu xe của Việt Nam mà dựa trên gần như là tất cả những cái nền tảng công nghệ của những mẫu xe đến từ Đức thì thực sự là nó đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là phóng khoáng. Em nghĩ rằng là với một cái mẫu xe mà dựa trên những cái công nghệ Đức ấy, thì với VinFast Lux A hay Lux SA 2.0, kể cả nói ngay những cái mẫu xe Fadim của VinFast thì em thấy là nó thiên về những cái gọi là cái trải nghiệm người dùng hơn, và cái việc đó đem lại những cái gọi là cái chất lượng sử dụng nó đầy đủ những tính năng, công năng, an toàn, đúng không? Như cá nhân từ trước giờ thì mình vẫn như người Việt mình tiêu dùng thì vẫn đánh giá rất là cao cái cảm giác lái của BMW ấy. Ừ. Thì VinFast cũng thừa hưởng được cái chất lượng của cái cảm giác đấy. Như anh thấy cảm giác lái của VinFast nó rất là ok, bám đường vào những cua cảm giác nó chắc chắn. Chắc nhở. Em thấy là cái khi mà cái lần đầu tiên mà em cầm lái mẫu xe này đây, chạy ở cao tốc ở đại lộ Thăng Long này, chạy bứt tốc như này, hay là kiểu là như ở chạy kiểu là xỏ kim ấy, xe nó vẫn cảm giác nó rất là cân bằng, hệ thống treo nó tốt nhỉ, khả năng dập tắt cái dao động nhanh, thì kiểu mình đổi làn hoặc là vào những cái mua ấy bám nhanh, nó bám tốt.
cái đợt mà bọn em đi cầu Nguyễn Đá Đồng Văn đấy, cái đợt đấy đi con Fadin cũng chắc chắn con đấy đổ đèo toàn 60, hơn 60 mà cảm giác cái thân xe của nó còn vứt cực kỳ vững chắc luôn, nó không bị kiểu dạng bồng bềnh ấy. Anh mới đi Fadin ở trên cao tốc thôi, chưa được trải nghiệm ở trên đường đèo, thấy trên cao tốc thì rất là hết ý, hết sảy ấy. Lắc A này cũng thế, nếu mà mình chạy cao tốc này chạy đâu đó khoảng tầm 100, hơn 100 vẫn thấy bình thường. Cái đợt mà bọn em quay con Lắc A 2.0 này chạy ở trên cao tốc này, chạy tầm 150, 160 vẫn cứ êm ru. Nó Hải Phòng ạ? Chạy cao tốc Đại lộ Thăng Long này. Nhưng mà phải công nhận là như này nhá, phải công nhận nhá, là cái VinFast Lắc A 2.0 này nhá, nếu như mà với khối động cơ nó kiểu dạng nó bốc như này thì ông nào mà kiểu dạng như là mới biết lái ấy, mà cầm lái cái này mà không quen là kiểu gì cũng phộc đấy, tại vì nó bốc mà. Thật ra mình nhích cái chân ga xuống cái là thấy người nó dí vào ghế rồi, dính vào ghế hết rồi, bốc khối động cơ của nó. Lần đầu anh lái anh cũng cảm nhận đấy, đúng là như thế. Có em lái mà hay hoảng hoảng là dễ đổ xăng, một tội ác nó sẽ hoảng. Mỗi cái hãng xe thì nó sẽ thiên về những cái tiêu chí riêng, ví dụ chẳng hạn như em thấy là một số các hãng xe đến từ Nhật, thông thường là những hãng xe đến từ Nhật thì họ sẽ ưu tiên cái gọi là cái không gian sử dụng, rồi cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Những hãng xe đến từ Hàn Quốc thì thiên về cái gọi là ngoại hình thiết kế anh ạ. Còn những mẫu xe đến từ Đức thì thiên về những cái gọi là cái trải nghiệm vận hành, đã đem lại cho người lái có được những cái cảm giác, cái trải nghiệm và thực tế về cái xe. Mà VinFast thì những cái mẫu xe của họ thì họ toàn là dựa trên những cái nền tảng xe của công nghệ của châu Âu, của Đức nhỉ. Và ngay như cái dòng Fadin xe hạng A đấy thì là một trong những cái mẫu xe mà được dựa trên cái nền tảng Open Karoq, cũng là xe châu Âu. Lắc A, Lắc SA này cũng dựa trên dòng xe của BM nhỉ. Chứ mà VinFast thì ban đầu anh nghĩ nó bản thân đã là linh hồn của người Việt rồi, nhưng mà cũng là hãng xe mới ấy. Trước đấy thì mình chắc là trước lúc mà để mà mình thành lập cái hãng xe này thì anh nghĩ là những cái đội ngũ ở trên cũng gọi như là học hỏi, thì hướng về học ở những cái truyền thống của Đức hơn. Anh nghĩ thế. Đúng rồi, hướng đến những cái nghĩa là mình nên học của người Nhật, đúng rồi, hay nên học của người Hàn, hay là nên học của người Đức. Nhưng mà nói gì thì nói thì công nghệ Đức về ô tô vẫn là đỉnh cao trên thế giới, là học người Đức là đúng rồi, anh công nhận không? Mà tất cả những cái chi tiết ở trên những cái mẫu xe của VinFast Lắc A, Lắc SA 2.0 này thì gần như là dựa trên của những mẫu xe của BMW, anh không thấy nó. Như là cái em nghĩ là cái mức độ về cái độ bền bỉ của nó thì rất là bền đấy. Tuy nhiên thì nói thật là những cái mẫu xe mà cái tên tuổi mới, mẫu xe sản phẩm nó mới sản xuất ra thì chắc chắn là một cái xe ra thì nó cũng sẽ có cái ưu nhược điểm, đúng không? Nó không thể nào tránh được, chẳng hạn như là những cái mẫu xe tên tuổi mới như này, cái góc độ hoàn thiện của nó chưa đầy đủ. Nhưng thì trong tương lai thì những cái phiên bản Philip tiếp theo nó sẽ hoàn thiện được. Nó thật là như mình nói là như này, mình nói là cái việc đó là một cái thương hiệu mới thì quan trọng là nó là cái thương hiệu của người Việt ấy, mình cũng nên là ủng hộ. Bởi vì bản chất là có ủng hộ như vậy thì người ta mới bắt đầu là người ta mới có những cái gọi là nguồn lực, rồi có được những cái nền tảng để họ phát triển lên. Chứ có phải là cứ ngay từ ban đầu sản phẩm ra nó đã hoàn thiện nó tốt 100% đâu anh, đúng không? Chung là để mà như một cái hãng xe mới thành lập ra mà đây nó là gọi gần như là nó là đứa đầu tiên cái dòng xe một tuổi đời đang còn là rất ít, gọi là mới 2 năm tuổi. Anh thấy là những sản phẩm mà sản xuất ra như anh trải nghiệm như Lắc SA, Lắc A, Fadin thì anh thấy là rất là ok rồi. Còn tất nhiên các thế hệ tiếp theo thì dù sao nó cũng sẽ là giống như kiểu như là sẽ rút kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước. Không, nhưng mà phải nói rằng là nhá, như cái dòng xe của VinFast đến bây giờ qua 2 năm nhá, em thấy rằng là nó cũng gặt hái được rất nhiều cái sự thành công đấy. Tức là người Việt càng ngày càng thấy được cái chất của xe, họ càng ngày càng ủng hộ. Nó ngay như Fadin anh nhở, mấy tháng vừa rồi coi như là thống trị hạng A luôn. Đúng rồi. Lắc A cũng thế đúng không?
vượt qua cả Camry, cả Mazda 6 các tên tuổi, như là nó là ăn vào sâu cái tiềm thức người Việt rồi đấy. Để nhưng... mà nói ban đầu ấy, lúc mà VinFast mới thành lập ấy, đa phần người Việt mình chỉ nghe được trên quảng cáo, đúng không? Mà những cái kênh thông tin mà mình kiểu giới thiệu trước về cái xe trước khi nó ra mắt ấy. Ừ. Lúc cái lượng hợp đồng mà đặt lên rất là nhiều, nhưng anh nghĩ chắc chắn là tất cả những người đấy là đều đặt xe là vì lòng yêu nước là phần lớn thôi. Ừ. Chứ để mà nói chất lượng thì mới được nghe thôi, làm gì đã được cảm nhận. Tự em công nhận không? Công nhận. Nhưng mà và với khoảng thời gian vừa rồi thì với những lứa cái hàng đầu tiên mua mà những cái xe đã được chạy ra ngoài thị trường còn tầm trên dưới 1 năm, anh thấy rằng là cái lượng xe bây giờ đang được bán ra ngoài thị trường vẫn đạt được doanh số rất là tốt, chứng tỏ rằng người Việt mình đã tin tưởng và tin dùng sản phẩm của VinFast. Chứ để mà nói mua một cái xe trên dưới 1 tỷ màu cờ sắc áo thì màu cờ sắc áo thật. Ừ. Chứ còn tầm 10 ông đầu tiên mà mua về ông bảo đẹp thật đấy, tôi yêu nước thật đấy, tôi mua về đấy, nhưng mà đi tệ lắm. Ừ. Thì làm gì còn có người thứ 11, người thứ 12 nữa. Đúng rồi, nói chung là cũng phải là nó cũng phải là có những người người ta sử dụng rồi, người ta với coi như là truyền tay nhau. Nói về cái mức độ là nó cũng phải thực sự là nó tốt thì người ta với truyền tay nhau và người ta với ủng hộ được. Thì như anh cũng đã được là nhân viên cũng đã được trải nghiệm qua tất cả các dòng xe của VinFast rồi, anh đánh giá là rất là ok, không đáng đồng tiền mặt gạo. Mình mà mua cái xe của VinFast thì mình sẽ được hai cái thứ nhất là tinh thần của người Việt đi rất là tự hào, là tôi không cần phải ủng hộ ông Nhật, tôi không cần phải ủng hộ ông Hàn Quốc, tôi không cần phải ủng hộ bất cứ một ông nước ngoài nào cả, mà đây là dòng xe của đất nước tôi. Đúng rồi. Cái thứ hai là chất lượng của nó rất là ok. Ok. Anh ơi, bây giờ mình để xe đâu nhỉ? Để chùa nhỉ? Chùa có cái chỗ nào view như cái kia kìa. Đây đây. Không, không, anh muốn view ở ngoài kia để hướng vào cái chỗ chùa và cái chỗ mà để quay ngược lại. Làm đi, nhưng mà chúng ta phải đi sửa xe đã. Phụt qua đi. Xe ở đâu rồi? Đây. Hoài Đức. Không phải Hoài Đức. Đây là ở chùa Hoài.